Xin chào các bác nhé. Bây giờ là khoảng 8 giờ, hơn 8 giờ của ngày 12 tháng 8 năm 2024. Lâu rồi em lại lâu không lên clip. Thì buổi ngày tháng này rỗi, em lại vệ sinh về máy giặt nhé. Bắt đầu một điều hòa bắt đầu chậm dần thì em lại lên máy giặt. Thì em sẽ quay qua cái quá trình một chiếc máy giặt. Đấy, tiện đây em làm clip luôn. Một chiếc máy giặt là VR, của dòng VR nhé. Con này là VR 3600. Xin lỗi các bác nhé. Thì giữa 3600 ấy, ở cái form máy giặt thì và cái 5600 nó khác nhau và giống nhau ở cái gì? Thì hôm nay thì em sẽ nói cho các bác. Nên giờ rất là nhiều tín đồ là thích 5600. Cái về dòng về cơ bản về chiếc máy giặt VR 5600 và 3600 có sự giống nhau này các bạn, tất cả những cái linh kiện bên trong y chang. Đấy, cái mạch thì nó cũng nơ nớ, nó chỉ khác một chỗ một hai vị trí rắc cắm khác thôi. Đấy, về cơ bản thì nó giống nhau. Còn về mặt bàn phím các bác nhé, nó khác mỗi cái mặt bên ngoài thôi, nó là màn cái mica của nó màu đen, tức là khi các bác bật lên thì nó nhìn giống rất là đẹp, giống như cái dòng điều hòa về đen đấy các bác. Chứ còn về cơ bản thì nó giống nhau hết, rắc cắm cái màn hiển thị thì giống nhau, đấy là sự giống nhau. Đấy, thì nói chung là cái dòng máy giặt VR của Panasonic, đây là em đang nói về Panasonic ấy. Thì những cái dòng máy trước ấy, những cái máy đời trước là từ 2009 trở lên, bởi vì từ 2008 xuống thì các bác giới thiệu trên đây thì các bác biết là của dòng Nationa và từ 2009 trở lên nhé, thì bắt đầu nó chuyển thành Panasonic. Đây là những trong cái phân khúc máy mà có thương hiệu của máy Nhật nội địa. Em thì các bác biết em chuyên về Pala này, ngày xưa em cũng có làm la, nhưng bây giờ thì những cái máy Nationa ấy thì bây giờ nó lâu đời và những cái máy đẹp bây giờ nó về nó hiếm gặp, cho nên là em cũng không lấy. Và chỉ bán những cái máy mặt hàng từ Pala trở lên, từ hiện tại và Toshiba cũng nhé. Đấy, thì mỗi một dòng máy có ưu nhược điểm, nhưng em đang nói ở đây là nhưng là cái gì quan trọng nhất, tức là cái người mà am hiểu về kỹ thuật. Em không nói là em, là nói chung là vì bản thân em thì em làm nghề là chính và em đi lên từ nghề lên này. Những cái cơ bản em nắm bắt được và em chia sẻ cho các bác. Khi chúng ta có kỹ thuật rồi thì chúng ta khi cái hàng đầu vào của em ấy, thì mình sẽ nắm bắt được chắc và người được hưởng lợi ở đây là ai, đó là người tiêu dùng. Tức là qua quá trình em bán ấy, thì em nói về kỹ thuật thì em không dám vỗ ngực, nhưng tuy nhiên thì những cái sản phẩm em tuyển đầu vào, tức là do thứ nhất là mình có một chút kiến thức, có kiến khi có kiến thức đấy, và cái quan trọng nữa là đó là cái người đó có mang tính chất là cẩn thận, tức là mình nói nôm na nó là tính cách con người các bạn, thì nó sẽ thể hiện trên dù muốn thế nào, người ta gọi là giang sơn khó đổi và bản tính thì khó rời. Đấy, em vẫn ngẫm cái câu đấy và em vẫn tâm đắc, tức là do cái bản tính của mình cẩn thận rồi thì, bởi vì các bác mua là mua gì, mua ở đây là ở đây em không nói bản thân em, tức là rất nhiều nơi bán và em cũng là trong những một nơi sau đó là bán những cái hàng nhận được như thế này. Nhưng tuy nhiên thì không phải ai cũng có những tính cách cẩn thận. Em thì
những cái sản phẩm em không ý thì em không bao giờ mua. Đấy, chỉ em chỉ mua những cái mặt hàng tuyển chọn, bởi vì khi làm những cái máy nó tháo ra các bác bạn thấy nó còn gần như là gần như còn mới ấy. Tức là em thấy nó xoắn quắc tất cả những cái linh kiện từ những cái con ốc hay tất cả những cái khác nữa, thì mình cảm thấy là nó rất là sướng, rất là thích. Đấy là tính cách riêng của em cũng chia sẻ lên đây. Cho nên là những cái sản phẩm mà em bán này đều phải là sản phẩm đẹp, các bạn nhìn thấy chưa? Đây những cái bo mạch còn xanh nét này, nó không khác gì mới cả các bạn. Thì mới nó được 100% thì những cái như thế này em, nếu bản thân em cho thì em cũng được cho điểm là tầm 8-9 rồi. Các bạn nhìn này, cái bo mạch, thì em nói bo mạch nhé. Còn cái việc là vận chuyển về hàng hóa thì những cái xước một chút đấy, thì không thể tránh được. Có lẽ khi người ta vận chuyển từ bên kia về đây một cái máy giặt rất là nặng, và trong khi đó thì người ta đóng thì đóng hàng ấy, tức là em được khi em nhận được hàng người ta đóng không phải khung gỗ đâu, đó là người ta quấn xốp. Tất nhiên thì khi vận chuyển thì từ đến tay em này nó qua rất là nhiều khâu trung gian, cho nên là nó sẽ phải vận chuyển đi không tránh được những chỗ xước sát nhỏ. Đấy, em nói thẳng tức là cho phép được ấy. Đây, các bạn nhìn thấy những cái bo mặt này ạ. Đây, các bạn thấy nhá, bác để ý kỹ này, nó sẽ có một vết sứt này, một tí này ở trên này. Đấy, không thể tránh được. Đấy, nhưng ở đây em nói rằng ở đây là nó do cái gì, cái độ chất của máy này. Đấy, cái độ chất của cái chiếc máy và những cái sản phẩm là nó phải còn là rất là ok, tức là bản thân em chấp nhận được, và khách hàng thậm chí là chấp nhận được. Và những cái mà em không chấp nhận được như khách hàng vẫn chấp nhận được, đó gì, là những cái chất lượng về sản phẩm. Tại sao em muốn đâu đó, tức là khi em bán ra những sản phẩm thì người ta thực sự là thích những cái đẹp và thích những, và khi em bán đến tận tay các bác ấy, các bác nhận được những cái món hàng, những cái món đồ đó, các bác thấy ưng ý đấy, thì em mới vui. Thì tại sao bây giờ em bán cho các bác thì tiền thì em nhận rồi, tất nhiên là chuyển khoản hay là vì mục đích là có thể lắp đặt, nhưng mà các bác không thoải mái thì em cũng không thấy khoái. Đấy, cái bán ở đây gì đấy, còn được cái đầu tiên em suy ngẫm trong buôn bán là đầu tiên mình phải bán được chính mình, bán được sự thoải mái, mua bán có trao đổi, có mua bán về giá cả chúng ta phải trao đổi thuận mua vừa bán các bác ạ. Cho nên là những cái sản phẩm mà phải thật là đẹp thì đây em đang tháo dỡ con chiếc máy Panasonic 3600 nhé. Con nhìn này bên trong là, tức là em tháo là tháo toàn bộ à, những cái máy này đã dùng rồi à, thì hầu như tất cả những cái máy về với em thì em để toàn bộ ra à, có thể là thợ nhà em tháo, nhưng về kiểm tra kỹ thuật sâu như thế nào là đều phải do em phải kiểm định hết các bác nhé. Những cái gì được và cái gì không được đấy, em đều phải chỉnh sửa lại, bởi vì nó là đồ cũ mà chứ không phải đồ mới đâu. Ví dụ như là những cái này về cơ bản thì phần mạch thì phải ok 100% này, không có lỗi lầm gì đấy, tức là mình không được chọc ngoáy gì về hết vào những cái phần mạch này đấy. Nhưng mà bây giờ cái máy, cái bộ não ấy, nó đã, về cơ bản thì nó là cái quyết định của cái máy rồi. Bây giờ mình chọc máy vào đây thì nó mất giá trị, và bản thân em cũng không thấy thích, thậm chí là người mua người ta cũng không thấy khoái được. Đấy, còn cái những cái phần cơ, ví dụ là cơ là gì, những cái động cơ này thì em nói là bác này, đây con này chạy bằng động từ trực tiếp nhá. Đấy, đây là rotor này, động từ đây. Đây nó gồm, trong này gồm có bộ đếm này, bộ đếm động cơ này, cảm biến này, và lâm châm vĩnh cửu. Đấy, còn đây là starter. Đấy, các bác nghĩ nó làm cái gì cũng được, nhưng theo em ấy, đây là không phải gọi là một dạng bình thường, gọi là làm em thấy nó hình như là cảm giác ấy, nó làm đất hiếm. Thế một số anh em trao đổi thế nên em cũng có cái suy nghĩ, bởi vì em không biết hết được. Nhưng mà để một cái động cơ này khá là mắc tiền. Đây là chuyển động trực tiếp. Đấy, nói về phần cơ những cái này thì mới không mấy khi nó bị hỏng.
có trường hợp như khi nào, khi là cái trục kia, đấy, cái trục giữa trục và bi ấy, em đã chia sẻ rất nhiều trên clip rồi, đấy, cái trục và cái bi này nó kém về phần trục thì nó có sẽ xảy ra hai trường hợp. Riêng bọn Pana này thì trục thì gần như là ok, nhưng cũng có một con, một số con nó sẽ cũng bị mòn trục đấy, và mòn phớt nhé, mòn cổ phớt, cổ trục phớt, thì cái đó nước sẽ bạc, nó sẽ làm cho chúng ta hỏng bi, và nó quay qua quá trình khởi động chúng ta sử dụng, nó sẽ dẫn đến đó là gì, sẽ dơ trục như vậy thì nó sẽ mài mòn cả cái giữa cái động cơ quay này. Đấy, nó chịt, và khi chúng ta giặt quần áo nó rất là nặng, như cái lồng này, đấy, như lồng này nó sẽ nặng rơi xuống, và khi đó thì nó sẽ quẹt vào những cái trục kia. Đấy, nhưng mà ở Pana thì hầu như không có, cũng có nhưng rất ít nhé. Nhưng còn Toshiba thì hầu như là chúng ta phải xử lý. Đấy, đấy là những cái mà em chia sẻ của buổi sáng ngày hôm nay. Về những cái cơ bản như thế thì chúng ta cho phép được, bởi vì tất cả những cái máy này em về em đều phải kiểm tra toàn bộ lại. Đấy. Để giặt thì cũng được thôi, như cái con này hạn để giặt thì vẫn ok, có thể vài tháng hoặc một năm sau không được, nhưng em vẫn phải kiểm tra 100% và em phải xử lý để cho các bác sử dụng yên tâm nhé các bác nhé. Về phần tiếp theo là phần thụt này, đấy, nó giảm sóc đây. Nếu một trong hai cái thụt này nó sẽ bị kém, nó sẽ giặt sẽ bị lắc, thậm chí là chúng ta sẽ giặt quần áo nhiều nó sẽ không bắt được, lệch một bên, thậm chí nó sẽ va đập vào thành. Đấy, thụt này nó sẽ chạy một thụt dầu, thụt cơ dầu nhé, giống như thụt xe máy đó nghe. Cho nên là mình phải kiểm tra lại, nếu một trong hai thụt được vấn đề thì em sẽ thay, bây giờ linh kiện rất là nhiều và em sẽ thay những cái linh kiện ok để đút vào đây để chúng ta có thể sử dụng được. Đấy là cơ bản. Đấy, cho nên là những cái máy này tại sao mà để nói về giá thành thì nó chỉ ngang ngửa cái máy Việt Nam mình ta chúng ta thôi, nhưng xét về máy mới, nếu mà là con chiếc mà những chiếc máy mới như thế này thì nó sẽ bằng tiền gấp 3 lần, thậm chí có thể gấp 4 lần. Đấy. Cho nên là tại sao những bác nào đã sử dụng rồi thì các bác có thể kiểm nghiệm được những cái máy Nhật nội địa này thì nó sẽ ra sao. Và em bán năm nay là năm thứ 11, 12 rồi. Những sản phẩm em bán ra thì em thấy rất ok. Về phần mạch ấy, em thấy là hầu như là gần như là không có phải sửa chữa nhiều. Đấy, ít khi nó lỗi lắm. Nó lỗi ở đây là lỗi những cái phần cứng thôi, như là phần cơ thụt hay là bi trục. Đấy, cái đấy chúng ta phải biết cách khắc phục. Và biết cách khắc phục điều đó thì chúng ta phải có nghề. Đấy, thẳng là chúng ta phải có nghề nhé các bác nhé. Và em là một trong những người có thể khắc phục được những cái việc đấy, bởi vì em làm nghề mà. Đấy, dựa trên cơ sở nghề để chúng ta làm việc cũng như để giải quyết cho tất cả các bác khách hàng. Đấy, về cơ bản đây các bác gì em đều phải tháo hết ra, tất cả các máy là phải tháo ra để vệ sinh. Ngoài cái việc vệ sinh sạch sẽ đó là phải kiểm tra lại toàn bộ. Đấy, từ những chi tiết cái gì được cái gì không được em khắc phục lại cho các bác. Đấy, phải căn chỉnh lại. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, đây động cơ em, con này thì em đã vệ sinh rồi thì tiện đây em làm clip cho các bác thôi. Còn khi gần như hoàn chỉnh nhé, một lát nữa em xong rồi em sẽ lên form cho các bác quay chi tiết. Vậy bác nào quan tâm về những cái sản phẩm của em thì các bác liên hệ ủng hộ. Đấy, một lần nữa thì em rất cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em. Và bác nào xem được clip này của em ấy thì nhớ các bác đăng ký kênh nhé, giúp em với. Bắt đầu em lại trở lại kênh để làm việc, để có sự động lực em làm clip nhiều hơn. Và các bác ủng hộ thì liên hệ. Vâng, xin chào các bác.